Giới thiệu cho anh em một cái bộ pin 12V vô hộp thành phẩm như thế này đây. Ra hai cặp âm dương để anh em lấy nguồn 12V. Một cái sắc sạc. Một cái tẩu ô tô. Cái tẩu này mình có thể cắm cái tẩu sạc ô tô để mà mình lấy nguồn nha. Ở đây là anh khách của mình là cần cắm cái tẩu này để mà gắn vô cái bơm. Một cái mạch báo pin. Cái bình này nó có nhiều cái chức năng anh em. Cái thứ nhất là cái kích thước cái bình này là bằng kích thước của cái bình phun thuốc sâu đấy anh em. Ra hai cặp âm dương nè, anh em lấy nguồn gắn cái bình phun thuốc. Anh em nào ở vùng quê xài bình phun thuốc thì làm cái bộ này ok nha. Khả thứ hai là ở đây có gắn cái tẩu sạc, giống như tẩu sạc trong ô tô hoặc là một cái mẫu số xe xe máy đời mới có cái tẩu sạc này. Anh em cắm cái tẩu vô để mà lấy nguồn ra sạc điện thoại. Cái thứ ba là ở đây là mình đã trang bị một cái mạch báo pin để anh em biết khi nào pin đầy, khi nào pin gần hết để mà mình sạc pin cho nó hiệu quả nha. Thứ tư là ở đây mình có trang bị một cái cổng sạc. Cổng sạc mình có cái nắp cao su để mà kháng nước. Thì với cái cổng sạc này anh em có thể vừa cấp nguồn cho cái cục pin này nha, vừa cấp nguồn cho khối pin này, vừa lấy nguồn nó ra để làm cái nguồn sạc dự phòng cho điện thoại. Trang bị sẵn một cái đầu này, anh em chỉ cần ghim vào cái chỗ lỗ sạc này. Ghim vào lỗ sạc. Ở đây có đèn báo xanh này. Cắm cái dây sạc vào. Nó có chức năng nó thay thế giống như một cục sạc dự phòng thôi. Thay vì mang cục sạc dự phòng thì anh em mang cái cục này thì cái dung lượng nó cũng rất là cao anh em. Sạc nhanh cho điện thoại nha. Không phải sạc thường mà là sạc nhanh luôn nha anh em. Đó. Thì với một cái bộ nguồn này mà vừa gắm vô vừa sạc nhanh cho điện thoại nữa rất tiện lợi đúng không? Cái mạch sạc nhanh này nó hạ áp xuống 5V, anh em có thể cấp nguồn cho một vài cái mẫu modem wifi nha. Có một vài mẫu modem wifi nó xài cái cổng là cái cổng micro. Thì một đầu anh em cắm vào đây để lấy nguồn 5V, một đầu dây micro để cấp nguồn cho camera wifi IP nha anh em. Hoặc là anh em có thể xài những cái mẫu quạt dạng quạt 12V ở một số vùng cấp điện. Thì anh em cũng có thể lấy nguồn từ đây ra để xài quạt 12V. Hoặc là mình có thể kẹp âm dương vào đây để mình chế cháo các mẫu motor, test motor rồi các kiểu. Thì cái mẫu này cũng rất là tiện lợi nha. Nhỏ gọn nhẹ. Ok, anh em nào thích cái mẫu bình đa năng này thì có thể để lại bình luận bên dưới hoặc là nhắn tin trực tiếp cho bên mình nha. Bên mình sẽ thiết kế thi công theo yêu cầu của anh em. Ok nha.